thuận đức. Dạ. Cầu cho tài thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ. Dạ. Có sức khỏe để hoằng pháp lệ sanh. Dạ. Để pháp môn tịnh độ càng ngày càng nhiều màu. Dạ. Để cho chúng sanh và nhân dân được nhờ. Vẫn phân bầu tùy bầu là không đi. Tối em đấy em bảo thì nói với sư phụ là thầy đừng đi, thế 2-3 ngày hôm sau tôi lại đau rồi tôi. Dạ. Lẹ tôi ở nhà xong đến lúc nói thầy đi. Dạ rồi. A Di Đà Phật. Ai có công việc thì chúng ta cứ lo công việc của mình. Còn ai ngồi được thì chúng ta ngồi nói chuyện chút. Nhân Đức hồi đó có nghe Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày 8 tháng thầy Lý Bỉnh Nam. Thanh Hương, năm nay cô 76 tuổi rồi, dạ. Cô ở Bình Thuận. Rồi cô có lời coi như là đến là cũng nghĩ lại đến các cụ già ở chùa. Coi như là bữa hôm nọ tụi cô mới nghe là thầy chuẩn bị thầy đi về chùa đó, thì tụi cô sẵn sàng coi như là vài trăm người đi mà nghe thấy thầy không ấy thì bây giờ không ai đi nữa. Rồi là họ gửi các cụ cho thầy trở về, hai là đến gửi lời đến thầy Nhuận Đức. Bây giờ thầy có thế nào đấy chăng nữa thì tụi cô vẫn coi thầy là thầy. Mà hơn nữa là tụi cô muốn coi như là kêu thầy về để nghĩ lại các cụ. Thầy cố gắng để quay về đi chứ các cụ bây giờ nhớ thầy. Hôm nọ tụi cô đi về rồi các cụ nhớ thầy mà bây giờ thầy không biết nghĩ thế nào, thầy theo thầy Minh Tuệ. Bây giờ thầy nghĩ thầy tu theo thầy Minh Tuệ, thầy ngồi một chỗ. Thì bây giờ coi như là mai mốt này thầy kêu là thầy không nhận tiền công đức. Rồi sau này con cháu sau này nó cũng theo thầy đi ra nghĩa địa như thầy Minh Tuệ để ngồi để thăm à. Lấy tiền đó thì thầy đâu có ăn. Là chẳng qua người ta cũng như sư phụ xây chùa xây chiền để cho các con các cháu sau này về để cái chỗ tham quan, chỗ coi như là nghỉ ngơi cho các cụ già, coi như sau này có ai trăm tuổi già thì cũng về thầy coi như thầy nuôi. Thầy bây giờ thầy là một Bồ Tát rồi, bây giờ thầy giáng thầy về, thầy đã ấy, bây giờ thầy chạy đi thầy trốn đi coi như thầy bỏ coi như là các cụ đấy thì coi như thầy là lại có tội. Cho nên thầy bây giờ các cụ đang gào thét để nhờ thầy về coi như là thầy trông coi các cụ. Thầy trông coi các cụ thì tụi cô về cúng dường, thì cúng dường lấy cái tiền nó nuôi các cụ xây chùa xây chiền đi, sau này con cái về nó hưởng. Mà bây giờ không biết làm sao tụi cô coi như là mấy hôm nay rồi điên đảo đó. Mà mấy nghe thấy hôm nọ thầy về là mừng lắm, chuẩn bị hết rồi nhưng mà bây giờ thầy không về nữa. Thầy kêu thầy tu trên mạng, tụi cô thì lớn tuổi rồi đâu có biết công nghệ thời buổi giờ nó ra làm sao đâu, tụi cô không biết. Cho nên coi như là muốn thầy về đấy để thầy gây dựng lại coi như còn sư phụ này năm nay 80 mấy tuổi rồi, coi như các chú các thầy kia thì chưa có ấy. Thì bây giờ tất cả ai cũng trông mong thầy Nhuận Đức quay trở về, dù bây giờ thầy có gì thầy chỉ cần thầy về đấy, thầy đứng ở đấy cho Phật tử coi như là như một cái cây cổ thụ để coi như là nhìn thấy thầy là được rồi, là cũng coi như ấy. Bây giờ thầy đi một chỗ thầy không cho biết địa chỉ, không cho biết, không biết thầy nghĩ sao đó. Đấy là lời của cô chân tình đó. Sao thầy chắc không về được nữa quá hả chú? Đúng rồi, thầy có về thăm các cụ thôi chứ đâu thầy đâu có về đó được nữa. Vô không về luôn, tôi thấy ông thầy tôi coi bên ngoài tivi không mà tôi cũng ríu rít, tôi chảy nước mắt luôn mà biểu làm sao mà các cụ ông khóc được. Dạ. Thấy tội quá mà tội ghê mất, coi như người mẹ mà con với mẹ mà bỏ đi vậy mà thấy tội ghê chứ. Dạ. Thì con vô đó quay để con up lên cho thầy có xem được các cụ sức khỏe đồ các cụ hiện giờ á. Ừ đúng rồi, thầy trời chú cũng có cái tâm kệ nó, mình có tâm lòng thành, mình đi đâu lâu lâu mình ghé lại mình thăm mấy giờ không biết là bình thường. Khi bữa cô thấy có cái clip mà cô coi mà ăn đồ không, mình không phải mình nói cái gì nhưng mà tùy theo tùy cơ ứng biến chứ làm sao mà đòi hỏi nhiều được. Dạ, cô thấy đồ nó rất ít ít, cô thấy đồ nó có ít ít à, thấy dĩa dưa leo chắc dài dài
Chứ đồ thấy nó ít quá rồi, thấy sợ cô sợ ăn không no, thấy tẩu quá à. Dạ. Không biết có đói không biết nữa mà dùm. Ví dụ như nhiều người con đồ nó vất vả rồi nó không nuôi được, nó không đủ khả năng như điều hai nữa, không có cái điều kiện rồi vô trong nó ớ nó cũng quen rồi mà. Dạ. Bây giờ là nếu có gì đây là dạ, nó ổn định lại chứ. Ổn định rồi các cụ đi tá tao hết thấy cũng tội chứ. Dạ đúng rồi. Thấy tội quá, quen hồi nào giờ cũng đô vô trong đó, vừa tu tập rồi về tuổi già luôn rồi cũng đi trong đó luôn. Rồi xong rồi hết cuối cuộc đời rồi đi tắt thở trong đó luôn rồi cũng rồi ở chùa mai táng luôn rồi về rồi cũng tụng niệm đồ ở đó luôn, các cụ cũng sống sao thác dạy các cụ đi rồi cũng ở đó hết chứ đâu. Dạ. Mà bây giờ vậy mình nghĩ thiệt khi các cụ đi rồi thì cũng về trong chùa ở đó rồi chùa cũng có gì các cụ ăn ở nấy luôn đó chứ, sống sao thác dạy đó cho chú. Dạ. Chứ mà bây giờ dường trong là các cụ cũng chia sẻ là giờ cuộc sống các cụ cũng trở lại bình thường như là lúc thầy Nhẫn Đức còn đó, thì nghe vậy cũng dạ. Thì ý là nhớ riết rồi, càng ngày nó cũng cứ phai lạc lần đi mà. Dạ. Ý lúc đầu nó nhớ quá nhưng mà bây giờ càng ngày nó quen lần chứ cũng các cụ bây giờ có người cũng khóc vậy mà. Khóc quá trời luôn, hầu như là cậu. Cô đang coi đây, cậu đang quay luôn đây nè. Dạ. Cậu á, dồn thấy cậu vô cô dồn, cô thấy giờ cô cũng già rồi, cô dạ. Chồng cô mất rồi. Dạ. Chồng cô cũng mất này 5-6 năm rồi mà. Bốn đứa con trai. Nói chung thì đứa bây giờ đứa thì chưa mà nói nó cũng nói chú chung thờ bây giờ con được con trai nó cũng bướng lắm chú ơi. Dạ đúng rồi. Nhiều hồi mình cũng buồn bà dì chồng á, bà dì chồng bà đi chùa này nè, xong bữa trước bà về bà cho cô cái đèn bông sen. Dạ. Với lại cái mấy bữa được trước cô về quê mình định cô làm từng bà già chồng ấy, cái rồi bà đi về cái sẵn bà tặng cho cái đèn bông sen cô vô cái đình bằng Phật đây nè, mà bây giờ cô thấy tự nhiên chùa bất ngờ ra thầy ra đi, cô thấy cô tậu ghê, ổng cũng tậu mà các cụ cũng tậu thiệt á chứ chú. Dạ. Ổng làm cái trách nhiệm của ổng là người đã đi tu rồi mà sao nhiều cái cô nghĩ cuộc đời bây giờ có clip có mạng lên rồi đầu nó nhiều chuyện ké nói ra người nó vô, cô thấy đúng là sao mà nó nhằm nhám ghê mà. Đúng rồi. Cô coi hàng clip hoài chứ, cô coi miết tấu nào cô cũng mớ, ngày nào cô cũng mớ, cô coi miết mà cô không cầm nước mắt nằm đành luôn mà. Dạ. Ngày mai tối mai con ra ngoài nữa mà, con ở tới thứ hai con mới về tại ngày tự gì tới 18-19 gì đây là kêu lễ vía Quan Âm gì đây mà. Dạ, con ra ngoài con có like trực tiếp luôn cho con xem. Tự vì dạ. Mấy cái ngày đó mà nếu còn thầy một cái hả, toàn là ngàn người đầy luôn á chứ không phải giỡn mà không biết là để coi đứa đợt này không có thầy, không biết là để cô coi thử chú quay lên coi nó đông dạ. Không biết thì mình không biết được. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ cô cũng trong vậy nè, cô cũng trong là thầy thì dạ. Bình an, thứ hai nữa là cũng trong cái chùa mình cho nó ổn định lại, sung túc lại để cho về lạy Phật ở đó rồi cũng các cụ ở đó cho vui, có người đi ra đi vô rồi các cụ ăn uống rồi cho nó đầy đủ vậy thôi chứ mình biết mong cái gì đâu giờ. Dạ. Thấy tậu quá, cô coi bài clip không mà cô thấy cô đứt ruột mắt mà mình nghĩ thiệt thấy tậu thiệt chứ. Mình xem mà không cầm được nước mắt luôn á. Cậu. Dạ có chứ, cô coi bên ngoài không á, cô không có thời gian đi được bây giờ. Cháu rồi ở nhà đây cô không đi nhưng mà đều trước cô về vậy có bà dì chồng á, bà đi rồi bà về bà cho cô cái đèn bông sen đó rồi. Cô nghĩ trong bụng cô kêu để sau hôm nào cháu nó lớn đủ có điều kiện rồi cô theo cô đi cho biết. Dạ. À, nhưng mà nói là chưa kịp đi giờ thầy rồi khỏi chùa mất. Cô cũng không biết sao. Nhưng mà ở trong chính điện đồ á vẫn còn tiếng đọc kinh của thầy luôn á. Còn không? Còn, hồi nãy con vô là còn luôn á. Còn cô thấy là ngay chỗ nhà nấu ăn là mấy của thầy dán đó mà không biết còn dán đó không biết. À không, ở bên ngoài thì con đổi rồi nhưng mà ở trong chính điện thì còn. Vậy hả? Dạ. Chính điện này còn của thầy đúng không? Dạ đúng rồi. Mà sao bây giờ nè? Bây giờ nè, cái sao không biết sao mà ước nguyện của cô giờ cô cứ cô công cô trực cô kiếm cái clip nào mà cái bữa trước cô coi ông bắt xấu nào đó ông cứ kêu rồi Nam Mô Bà Tát để Bồ Tát đưa đẩy tới để gặp thầy Nhẫn Đức rồi cầu cứu thầy về cũng mừng quá trời luôn mà ai cuối cùng không phải vậy trơn, cô coi 2-3 clip rồi đó mà cuối cùng cho quốc không có gì hết mà
cô giờ cô cứ cũng mong thầy về thôi à, chứ không... Nói chung là con cứ yên tâm đi, thầy ổn rồi là thầy sẽ xuất hiện ra cho các Phật tử đều gặp thầy. Chứ bây giờ trong lúc này thầy chưa có ổn định cuộc sống á. Thì chưa có gặp thôi. Chứ thầy cũng sẽ ra gặp Phật tử mà thầy mến mộ các cụ mà đâu có thương các cụ lắm. Đâu có thầy đâu thể nào mà bỏ các cụ được. Tội quá, cô thấy tội thiệt em. Mà giờ cô trong thầy về gắn bó với mấy cụ đây rồi cái chùa mình nó sôi nổi sung túc lên, cô thích vậy đó. Dạ. Mà không biết là có điều kiện nào chừng sau này, không biết là bà con người ta có động nguyên rồi thôi. Bây giờ nói chung chuyện gì nó sai, nói chung là hầu đó lỡ lời rồi, vừa thôi cũng bỏ đi rồi, mình cũng dẹp hết đi để cho thầy về tu tập cho nó mãn cuộc đời. Các cụ cũng đi cuối cuộc đời mà thầy cũng đi cuối cuộc đời, với ai mà làm gì đâu lùm xùm gì đâu, cô thấy thì đâu lạ kỳ quá mà. Thấy tội, thấy thời của thầy mà tội mấy cụ đã dứt dơ dứt giảng là thấy tội quá. Nhớ mà kiểu như nó quen bánh tay bánh chân quen rồi là tiếng nói nó quen chú ư. Trời ơi, mọi người đều nhớ, đâu phải một người hai người đâu, tất cả ai cũng đều nhớ hết. Đúng rồi, ông làm một cái đó là thành tâm thành ý, ông làm từ trong tâm ông ta làm ra là từ cho tới cái tiếng nói, cho tới cái cử động, cho tới cái cư xử là coi như là không có cách nào mà không thấy ông là nuôi như mẹ già con sao nuôi bằng, thấy chưa? Có khi con có khi không mình không phải quơ đũa cái nắm, nhưng mà đôi khi lắm lúc con cũng không bằng á, ông kêu các cụ thèm cái gì là mua cho các cụ ăn đó chú nghe không? Đúng rồi. Đúng luôn á, con giờ đâu phải đứa nào cũng báo hiếu cho cha mẹ đâu. Đúng rồi, không phải là cô quân có nắm, nhưng mà nói cho nó có lý mà có đàng hoàng chứ có là con nó không bằng đó. Dạ, nhưng mà dưỡng rồi. Đâu. Bởi vậy nội cái cách mà mấy cụ thương thầy tới mức độ đó thì mình cũng đã biết thầy sống như thế nào rồi. Đúng rồi, cái ăn cái uống là ở máy tâm tư hết bên nhiêu tiền á, và người ta cúng vô đâu phải là người ta đã làm, người ta đi tu trong cái cuộc đời, người ta đã cho các cụ ăn tâm mua những mấy niệm Phật rồi mấy này mấy kia rồi những cái gì hư hay là đồ ăn thức uống hay là những đồ quần áo xài hay là dép này kia kia nọ hàng ngày đủ thứ món này rồi thay đổi tới món kia, chứ đâu phải đồng phải làm cái gì đâu mà phải mình cứ đứng ra mình nói gì đâu mà quay miết mà dồn các cụ rồi riêu rít rồi mình bắt mình dồn clip bằng clip thấy tội gì đâu á. Dạ. Dễ chú quay đâu cô có gì khả năng rảnh rảnh đâu cô gọi nói chuyện.